ta thế thực hiện các đòn tấn công. Cố vậy và đồng thời phải tập luyện có phản xạ rất nhanh nhạy, có bản lĩnh và đánh bắt chính xác để giành thế đúng vậy. Mà trong quá trình vận động tiếp cận mục tiêu, đối phương khó có thể phát hiện được ra ta, trong khi từ vị trí chiến đấu này sang vị trí chiến đấu khác để thực hiện yêu cầu nhiệm vụ nhằm tránh các đường đạn và hỏa lực của địch. Động tác bò thấp hay còn gọi là động tác toài thường được vận dụng khi vận động qua địa hình bằng phẳng, trống trải, có địa hình che khuất. Động tác trượt chiến đấu và trượt thưởng thường được vận dụng trong quá trình tiếp cận mục tiêu, xuyên qua hàng rào của địch trên những địa hình địa vật che đỡ, che khuất ở tầm thấp hoặc địa hình địa vật trống trải mà chúng ta không thể thực hiện được các động tác đi qua hoặc các động tác đi lên. Đội hình bao quanh
hay còn được gọi là đội hình chữ V, có tác dụng để bao vây vô lực tấn công. Sau khi chúng ta được tấn công, các đồng chí đang quan sát chiến sĩ K56 thực hiện vận động theo đội hình sâu đo. Và quá trình vận động luôn có người vận động, có người cảnh giới. Khi lực lượng điều theo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ. Phải tập trung hết sức cao độ, vừa vận động vừa nổi súng. Trong quá trình vận động tiếp cận mục tiêu phải chiến đề lợi dụng các địa hình địa vật để tiếp cận. Các đồng chí đang quan sát là quê bắn ở nhiều tư thế khác nhau như dưới bắn, quê bắn, nam bắn, như bên phải và như bên trái. Come on!